Hello, xin chào các bạn. Cô là Như, giám đốc của Crush IELTS ICA. Hôm nay thì chúng ta sẽ sửa cái bài dịch cuối cùng của nhóm B1, B2 trong cái thời gian dự án lần này. Thực sự ra là đây là một cái dự án cũng khá là, đối với các bạn thì nó chỉ là 4-5 bài thôi, nhưng mà thực sự là đối với cô nó là một cái dự án cũng khá là dài hơi. Tại vì cô đọc rất là nhiều bài trong cái khoảng thời gian vừa qua, và cô cũng phải sửa vừa bài của B1, B2 và bài của C1, C2. Cho nên nói chung là cũng cảm thấy đó là một cái nhiệm vụ cũng rất là vất vả. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nghĩ đến cái chuyện là bữa nay đã làm cái clip cuối cho nhóm B1, B2, cái cảm thấy cũng hơi bồi hồi xúc động. Ngày mai thì sẽ làm tiếp clip cho nhóm C1, C2 luôn. Ok, cái bài này á thì cô lấy trong một cái dòng sách cô khá là ấn tượng, tức là cái quyển sách này á, mình nhìn qua thì cảm thấy là bài cũng khá là dễ hiểu, nhưng mà thực sự ra trong bài này rất là nhiều idiom nè, rồi lại cũng có nhiều cái từ vựng và nhiều cái cấu trúc nó cũng thú vị, và cô nghĩ là, và nó lại liên quan đến một cái chủ đề mà khá là nhiều người biết đến trong IELTS, đó là chủ đề về crime, đó là tội phạm. Và không biết là tại sao tình cờ là tuần trước á, là cô chọn hai cái bài sau cùng á, là một bài, hai bài đều bài là người cha hết, cũng không biết tại sao luôn, rất bất ngờ. Ok, bây giờ chúng ta đi vào cái tựa đề trước nha. Cái đề nó là surprise for childbirth dad, thì rất là nhiều bạn đã viết cái tựa đề này á là bất ngờ cho người ta tù. Thực ra cái bài này viết cái tựa đề này là cái tựa đề rất là chung luôn, hầu như các bạn đều chọn cái tựa đề này hết. Một số bạn á thì lại chọn là sự bất ngờ cho người cha tù tội, thì cô nghĩ là cái tù tội thì hay hơn. Rồi có bạn thì nói là người cha tù nhân, hoặc là có bạn thì nói là đây chúng ta sẽ check cái từ jailbird. Jailbird đó là một cái người đã ở tù vậy thôi, chứ không phải là tên người đâu. Thành ra trong trường hợp này là gọi là tù tội hoặc tù nhân, phạm nhân, người cha gì? Cha phạm nhân thì nghe ghê quá. Người cha tù tội hoặc người cha tù nhân thì nghe ok rồi. Có bạn thì nói là ngạc nhiên về người cha tù nhân. Cô thấy cái đó là không đúng ha. Cái này là điều bất ngờ đối với cái người đó, chứ không phải là ngạc nhiên về cái người đó. Xong rồi có rất là nhiều bạn đã không có tra cái từ jailbird và tự nghĩ rằng là người cha jailbird. Thành ra là nguyên cái bài đó để cái tựa đề là bất ngờ cho người cha jailbird. Thì cái điều này á, nó thể hiện là mình chưa có đủ cẩn thận trong cái lúc mà mình dịch thuật. Những cái gì mà kiểu như nếu mình tra từ điển mà không có thì có thể châm trước được. Nhưng mà có những cái là mình tra một cái là nó có liền á, thì mình không nên là không tra. Tức là nói chung mình phải cẩn thận trong cái công việc đó, nếu mà mình thật sự thích đi theo cái con đường là dịch thuật. Rồi ok, chúng ta bắt đầu vô ha. There are many happy stories about children being reunited with their famous parents they didn't know. Là cái này có nghĩa là sao, là có rất là nhiều cái câu chuyện vui, chuyện vui này, câu chuyện hạnh phúc, ok, về cái việc là những cái đứa trẻ mà nó được reunited á, thì nếu mình dịch hay nó sẽ là được đoàn tụ, rồi đoàn tụ với những người, với những cái cha mẹ nổi tiếng mà họ không biết là họ có. Nhưng mà có lẽ một trong những cái chuyện lạ lùng nhất, tại vì chiếc chữ unusual là nó bất thường, cái usual là thường, thì unusual sẽ là bất thường. Thì vậy một trong những cái việc mà lạ lùng nhất ha, bất ngờ nhất đó chính là việc một cái là câu chuyện về cái anh đầu bếp 25 tuổi ở Liverpool, cái người gần đây recently informed, tức là gần đây mới được biết ha, mình đây mới được biết rằng người cha mà anh chưa bao giờ biết tới thực sự là một trong những cái người nguy hiểm nhất nước Anh. Rồi ok, bắt đầu vô bài của bạn ha. Đây là một bài cô lấy tình cờ, tức là cô có xem qua thì cô thấy có một số những cái tên quen thuộc, tức là cô biết là những cái người nào cũng hay dịch trong cái dự án này, nhưng mà cô chọn cái bài này là một cái bài rất là tình cờ luôn. Và thật sự ra trong bài này á, bạn có rất là nhiều những cái lỗi sai, thành ra là một, mà đặc biệt là sai về đánh máy, nói chung là cái điểm đó là bạn phải để ý. Rồi ok, chúng ta sẽ sửa bài của bạn. Có rất nhiều câu chuyện vui về những đứa trẻ được gặp lại. Thì ở đây cô đánh dấu chữ này, cô nghĩ rằng là mình nên dùng chữ đoàn tụ á, thì sẽ hay hơn, được đoàn tụ với những người bố mẹ nổi tiếng mà họ đã không biết là họ có không được rồi, đâu cần phải đã có rồi. Nhưng có lẽ một trong những câu chuyện lạ nhất, tại vì ở đây là nó nói về story, one of the most unusual, có đây là những cái câu chuyện lạ nhất,
là của một đầu bếp 25 tuổi đến từ Liverpool, hoặc là có bạn để là ở Liverpool cũng được. Người gần đây được thông báo về sự thật rằng người cha mà anh đã không chưa từng biết, thực ra là hơi bị dư, chưa từng biết đến, thực ra là một trong những người đàn ông nguy hiểm nhất của nước Anh. Thực ra là bỏ chữ của luôn, nguy hiểm nhất nước Anh là được rồi. Rồi, cái câu tiếp theo, các bạn thấy ở đây á, người ta nói là originally jailed for robbery and burglary, thì cái ông này has spent 22 of the last 26 years in prison. Cái này á, nếu mình hiểu thô thì có nghĩa rằng là ban đầu là ông này ông đã vào tù vì cái tội là robbery và burglary. Robbery là cướp, còn burglary là đột nhập vào nhà người ta, nói chung là ăn trộm. Nói chung là đi tù vì tội cướp và trộm cắp. Cô thấy có nhiều bạn sử dụng là cướp và bẻ khóa. Thực ra thì bẻ khóa thì nó chỉ là một cái hành động thôi, còn mình nói đột nhập ăn cướp, ăn trộm thì nó đúng hơn. Rồi các bạn nói là gì đó, trộm cắp hả, thì chưa có đủ ha. Rồi cái ông này ông spend tức là ông đã trải qua, tại vì nếu các bạn dùng từ dành á, có nhiều bạn nói là dành 22 năm. Thực sự đó, bạn nghĩ đi, ở trong tù thì cái việc dành, cái tự động từ dành ở trong tiếng Việt mình á, là giống như kiểu nó là một cái điều gì đó rất là quý giá, và mình để cái thời gian đó để làm cái việc gì đó. Ví dụ như là tôi đã dành 5 năm để làm dự án này, thì giống như là tôi đã bỏ ra 5 năm để tôi làm cái việc này. Nghe nó giống như kiểu là mình, nó có cái nghĩa tích cực. Còn nếu mà các bạn sử dụng nó là ông này ông đã dành 22 năm ở trong tù, thì nghe nó không có được hay cho lắm mà cũng không hợp lý. Thì nếu mà dịch bình thường thôi á, thì chúng ta sẽ nói là ông đã trải qua, là nó ok rồi. Ông đã trải qua 22 năm. Rồi cái the last 26 years in prison, thì các bạn hiểu cái chữ last ở đây có nghĩa là gì? Last nó giống như kiểu là, nếu mình nói rằng là last year thì tức là năm ngoái, nghĩa là nó mới đây thôi. The last 26 years có nghĩa là trong 26 năm đổ lại đây. Có bạn thì nói là trong 25 năm nay, thì 25 là không đúng, tại vì nó đã ghi rất là rõ là 26 rồi, ok ha. Thành ra nếu mà mình nói một cách thô á, thì câu này nó sẽ dịch ra là ban đầu bị đi tù vì cái tội này và ông đã trải qua nhiều đó năm ở trong tù. Nhưng mà nếu mình muốn cho nó hay hơn một chút xíu nữa thì mình sẽ làm cho cái câu này nó có cái tính tương phản á, tức là vốn dĩ đi tù là vì cái tội này, nhưng mà rồi ông này lại ở đến 22 năm trong 26 năm nữa lại đây. Ok, rồi. Đó là nếu mà mình muốn làm cho nó nghe nó dramatic hơn, tức là nó nghe có cảm giác giống như là một cái gì đó nó tương phản á. Là ban đầu thì nó chỉ là một cái tội rất là nhỏ như vậy, nhưng mà thật sự ra cuối cùng thì ông lại ở tới 22 năm lận. Rồi, lúc đầu trên chỗ này á, cô sẽ để lúc đầu như bạn cũng ok. Và cô chỉ recommend là nếu mà muốn hay á, thì mình sẽ nói vậy đó. Tức là vốn dĩ bị đi tù do ăn trộm và bẻ khóa, nhưng vậy đó, thì nó sẽ hay hơn. Thì cô sẽ để vô cái dấu ngoặc nè, có thể dùng cấu trúc dễ bị đi tù vì đó. Thì nghe nó sẽ có cái thể hiện được cái tính tương phản tốt hơn. À, có một bạn á, thì cái chữ originally á, có nghĩa là ban đầu nó là như thế nha. Có một bạn á, thì bạn lại dành là bạn lại viết là thông thường bị đi tù vì gì đó. Cái này là không có đúng, không có chính xác, cho nên được lúc đầu là ok ha. Bị đi tù do ăn trộm và bẻ khóa. Thì vì dùng bẻ khóa thì mình nói luôn, mà bẻ khóa với ăn trộm là không có đúng nha. Trộm cướp. Hiện như cô quán tiêu trộm cướp và
bạn nói là 26 năm cuối đời, đâu có phải đâu, ông vẫn còn sống mà. Tức là trong 26 năm, trong 26 năm này, much of this is because, thực ra cái này dịch rất là đơn giản, tức là phần lớn bởi vì, much of this is because he had repeatedly taken hostages in jail and attacked fellow inmates. Các bạn sẽ thấy cái chỗ mà repeatedly có nghĩa là ông tái đi tái lại cái việc đó, thì thực sự ra cái chỗ mà tái đi tái lại làm cái việc đó đó, đơn giản nhất mình có thể nói là giống như kiểu ông, cô thấy có một bạn dùng là ông lặp lại, ông lặp lại, à bạn này cũng đang dùng nè, bởi vì ông đã lặp lại. Nhưng mà mình có thể nói rằng là ông liên tục ha, hoặc là ông nhiều lần đã làm cái chuyện đó. Second hostage có nghĩa là ông bắt cóc con tin, chứ không phải rằng là ông bị bắt cóc. Có nhiều bạn đã dịch ra là ông bị bắt cóc là không có chính xác. Và attack là tấn công mấy bạn tù. Rồi ok, nhiều năm đến như vậy thì không có cần thiết, không cũng không đúng lắm nữa. Phần lớn thực ra bởi vì như nhau, nhưng mà cô thấy vì thì nó nghe hay hơn. Vì ông đã lặp lại việc bắt cóc con tin trong tù đã nhiều lần, bắt cóc con tin trong tù và tấn công bạn tù. Thực ra cũng không cần nhẫn đâu, tấn công bạn tù thôi. Ok, ông là một người, he's a man of incredible physical strength, tức là có một cái sức mạnh kinh khủng, một cái sức mạnh mà nói chung là vượt ngoài tầm hiểu biết của mình luôn á. Rồi, và có một cái tính khí rất là xấu. Rồi bây giờ mình sẽ dịch nha, với một sức khỏe không thể tưởng tượng được thì mình chỉ cần nói là kinh khủng thôi, hoặc là khủng khiếp. Nếu mà nói, nếu mà ra ngoài đường chém gió thì có thể nói kiểu là siêu khỏe luôn đó. Một sức khỏe kinh khủng, khủng khiếp và tính khí cực xấu. Không phải là tệ, tệ thường nó giống như kiểu là không biết sao nữa. Nhưng mà tệ thường giống như kiểu nói về cái hành vi người này không có được hay tệ quá ha. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, tại vì đang nói một cái chuyện nó hơi nghiêm trọng một tí á, cho nên nếu mà chỉ là một chữ tệ thôi, cô nghe nó không có được hay. Cô nghĩ rằng là mình nên dùng kiểu như là với tính khí cực kỳ xấu cũng được, hoặc là một cái tính có xong. Rồi, ông ta đã dẫn tới hơn nửa triệu cân tổn hại của cái gì vậy? Để vô coi bài. He has already caused, tức là ông đã gây ra, đầu dịch thô thôi là ông đã gây ra over half a million pounds worth of damage. Các bạn phải hiểu cái chữ pounds ở đây không phải là cái cân, mà pounds ở đây có nghĩa là tiền đó, tức là bảng Anh đó. Rồi cái chỗ worth đó, là nó trị giá như vậy. Và cái worth of cái damage này tức là hủy hoại, hư hỏng đối với cái prison property. Cái reason property có nghĩa là gì? Property là tài sản nha. À, cô thấy có một bản dịch sai cái property là, để coi, bản dịch là sự thịnh vượng của nhà tù, đâu có, tức là tài sản của nhà tù. Tức là nói túm lại lúc đó có nghĩa là ông đã gây ra những cái hủy hoại tương đương với nửa triệu bảng Anh. À, tức là những cái hủy hoại đối với tài sản của nhà tù tương đương với cái giá trị đó. Rồi, và ông cũng has had to be moved, có nghĩa là ở đây người ta dùng cái cấu trúc là have to do something, có nghĩa là họ đã phải, tức là ông đã phải bị dời sang một cái special security unit, có nghĩa là một cái đơn vị an ninh đặc biệt. Và cái việc này nè, costing the taxpayer over bao nhiêu đó, có nghĩa là cái việc này nó đã làm mất đi của mình một cái khoản tiền. Tại vì mình, khi mình nói là cost somebody á, một cái khoản tiền, nè các bạn xem, cái định nghĩa của cái chữ cost, ngoài cái chữ money á, nó còn có nghĩa destroy. Thì trong trường hợp này có nghĩa là cost somebody to lose hoặc là destroy something valuable, nghĩa là khiến cho người này phải mất đi hoặc là hủy hoại một cái gì đó quý giá. Ví dụ như là his affairs cost him his marriage, nghĩa là cái vụ ngoại tình của ảnh á,
đã khiến cho anh mất đi cái cuộc hôn nhân. Thì ở đây mình sẽ dịch thoáng thoáng là giống như kiểu rằng là nó đã khiến cho những người đóng thuế phải tiêu tốn cái khoản tiền này, hoặc là làm mất đi, hoặc là đã làm hư heo, nói chung là đã làm tốn đi cái khoản tiền này thôi. Rồi bây giờ quay lại các bạn là dịch như thế nào nha. Ông ta đã dẫn đến hơn nửa triệu cân tổn hại thôi, không phải mà với tới chính nhà tù cũng không phải luôn. Nguyên câu này sai hết, chỗ này phải nói đúng hơn là ông ta đã gây ra thiệt hại đối với tài sản nhà tù tương ứng nửa triệu bản Anh. Rồi, và đã phải di chuyển không đủ, đã bị chuyển vào và đã phải giá cho việc đóng thuế đó hơn, không phải là giá cho việc đúng không? Làm tiêu tốn. Rồi. 25 năm trước ông trở thành một người cha khi mà con của ông Michael được sinh ra. Nói chung là 25 năm trước ông đã trở thành một người cha khi con trai ông Michael được sinh ra. Ok. However, he split up with the boy's mother. Có nghĩa là ông đã chia tay với mẹ của đứa nhỏ khi mà ông bắt đầu cái án tù ha, cái prison sentence. Cái từ này rất là hay, từ này là một trong những cái từ mà khi các bạn học các bài liên quan đến law và crime của IELTS thì các bạn cũng phải nên biết. Prison sentence là một cái án tù, rồi 3 năm sau đó, rồi tóm lại là như vậy. Nhưng mà mình không có gọi là mặc dù, mà mình sẽ nói rằng là tuy nhiên ha. Ông đã chia tay với mẹ của đứa trẻ, bạn này hay bị lỗi spelling, khi ông bắt đầu án tù vào 3 năm sau đó. 3 năm sau, chưa đủ 3 năm sau đó. Rồi, last year though an old friend managed to track down Bronson's son in Liverpool. Đầu tiên chúng ta sẽ nói cái chữ mà Joe. Các bạn biết rằng là trong tiếng Anh á, thì người ta có một cái style là thay vì người ta để luôn cái liên từ nó ngay ở đầu câu thì người ta sẽ có nó có khuynh hướng là người ta sẽ để nó đâu đó sau thời gian hoặc là sau chủ từ. Ví dụ như thay vì người ta nói rằng là however others think another way thì người ta có thể sẽ viết rằng là others however, để nó mang tính chất là nó làm cho cái câu của mình á nghe nó bất ngờ, nghe nó thú vị, nghe nó hay hơn vậy thôi. Thành ra nếu mà mình không biết và mình đi theo cái mình cứ đi theo đúng một cái flow của người ta thì khi mình dịch á, ví dụ như chỗ nào đó mình dịch rằng là cuối năm tuy nhiên thì nghe nó sẽ không có hay, mà nếu mà đúng trong tiếng Việt mình á thì mình sẽ đẩy cái liên từ đó lên phía trên, ví dụ nghĩa rằng là tuy nhiên cuối năm ngoái thì một cái gì đó ha. Rồi cho nên là ở đây á, cô sẽ không để là mặc dù ở đây, mà cô sẽ thật ra thì mình gọi là mặc dù cũng được, mặc dù vậy chứ không phải mặc dù không thôi, tại vì câu này của bạn mình chỉ có một vế thôi. Mặc dù vậy hoặc là dù vậy thôi cũng được. Cuối năm bạn biết đó, bạn này hay bị để cái thời gian nó không chính xác. Cuối năm ngoái, rồi một người bạn cũ đã quản lý, ở đây không phải là quản lý nha bạn. Chúng ta sẽ học một cái cấu trúc khá là hay là manage to do something. Khi mình nói là manage to do something có nghĩa là đã xoay sở được hoặc là đã có thể làm được cái việc đó ha. Chứ không phải rằng là bạn đã quản lý để làm được cái việc đó đâu. Manage to track down. Thực ra khi người ta sử dụng chữ manage là giống như trong một cái tình huống rất là khó để việc đó có thể xảy ra, nhưng mà
mình xoay tới xoay lui mình cũng làm ra được đó, tức là sau cùng cũng đã làm được cái việc đó hoặc là đã xoay sở để có thể làm được cái việc đó. Rồi sau đó chúng ta thấy có cái chữ mà track down được cái anh này thì mình lại đi track cái cụm từ track down. Rồi đây các bạn sẽ thấy cái cách sử dụng của track somebody hoặc là something down có nghĩa là to find something or someone after looking for them in a lot of different places. Thì từ có nghĩa rằng là mình đã tìm thấy được một ai đó sau khi đã đi tìm kiếm ở rất là nhiều nơi. Đó. Ví dụ như mình nói là he finally managed to track down the book he wanted. Mình dịch ra có nghĩa là sau cùng anh cũng đã có thể tìm ra được cái quyển sách mà anh muốn. Nhưng mà cái chữ tìm trong tiếng Việt mình thì nó chỉ đơn giản là tìm thôi. Nhưng khi các bạn sử dụng cái từ track somebody hoặc something down này, nó sẽ làm nhấn mạnh lên cái ý nghĩa là giống như mình phải vất vả lắm mới tìm ra, tìm từ rất là nhiều nguồn rồi mới ra được cái đó. Ok, cho nên mình dịch tiếng Việt thì mình chỉ đơn giản là tìm, nhưng mà mình phải hiểu được trong tiếng Anh cái ngữ nghĩa của nó là như vậy. Rồi, không phải là quản lý để theo dõi con trai của ông, không có một người bạn. Đã tìm được con trai. Rồi. Những tin tức hả? The news that his father was. Thực ra chữ news bản thân nó là không đếm được, cho nên mình có thể hiểu nó là số ít hay số nhiều tùy mình. Nhưng mà trong trường hợp này á, là cái tin là cha mình là một cái người như thế nào đó thì nó chỉ có là một cái tin thôi. Rồi mình dịch thôi ha. Cái tin mà cha anh ta was the infamous. Cái chữ infamous này nó khá là thú vị, cho nên là mình có thể học được luôn. Cái chữ infamous thì nó không phải là không nổi tiếng, mà là nổi tiếng vì một cái gì đó nó xấu nha. For something considered bad ha. Thì thông thường á, chúng ta thấy khi chúng ta có một cái từ nào đó, sau đó trái nghĩa của nó mình hay để chữ in. Nhưng mà trong trường hợp này á, mặc dù famous là nổi tiếng thì infamous không phải là không nổi tiếng, mà infamous lại có nghĩa là nổi tiếng xấu. Nổi tiếng xấu thì có một cái từ rồi, nổi tiếng xấu thì có một cái từ nữa mình cũng có thể học nữa, đó chính là cái từ này. Cái này là notorious. Notorious có nghĩa là famous for something bad. Đó. Là cô thường hay gọi là khét tiếng luôn á, từ đó nó còn lên cả C1 luôn nữa ha. Đó. Rồi, tức là ở đây muốn nói rằng là cái tin là cha của ảnh là một cái người đàn ông khét tiếng là nguy hiểm nhất nước Anh. Obviously có nghĩa là rõ ràng là came as a total shock to the son. Nghĩa là nói chung là nó xuất hiện như là một cái cú sốc rất là lớn đối với cái người con, cái người mà mặc dù vậy ha, nevertheless, tức là mặc dù vậy vẫn decided to get in touch with his father, tức là dù vậy thì vẫn quyết định là gặp người cha của mình. Rồi. Tuyệt nhiên đến như một cơn sốc. Không là tuyệt nhiên nha ghê lắm. Mình gọi là hiển nhiên đi ha. Những tin tức mà cha anh ha. Cha anh khác tiếng là người đàn ông nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chứ mẹ không có. Hiển nhiên đến như một cơn sốc. Hiển nhiên là một cú sốc. Không cần đến như một đó. Không phải là cơn sốc nữa mà là cú sốc. Hiển nhiên là cú sốc với đứa con trai. Người mà vẫn quyết định liên lạc với cha mình, ok. Rồi. Khi mà Bronson first heard from Michael, tức là khi mà ông Bronson này á, mới nghe được tin tức về heard from, to hear from somebody nè,
khi mà mình mới hear from somebody có nghĩa là mình get the letter email hoặc là phone call from cái người đó. Tức là khi mà lần đầu tiên mới liên lạc được với cái người đó ha. Đầu tiên liên lạc. Nói I was on a mission of madness, now I'm on a mission of peace. All I want to do now is get home and have a pink with my boy. Ở đây nó có một số cụm nó khá thú vị. Cái cụm từ mà on a mission of á, thông thường các bạn sẽ hiểu là giống như kiểu là đang trong một cái nhiệm vụ nào đó, đúng không? Nhưng mà thật ra nếu mà các bạn tra trên mạng, tại vì hồi hôm cô có tra một lần rồi nhưng mà tắt máy thành ra giờ cũng không có nhớ, nhưng mà đại loại á, là khi mà mấy bạn tra cái nghĩa mà on a mission đó, thì còn có một cái nghĩa là nó giống như là quyết tâm làm cái việc gì đó vậy, nó very determined to do something, hoặc là nó có một cái nghĩa hơi bẩn cợt là mình theo đuổi cái việc đó. Thì ở đây á, cô có hỏi một cái thầy giáo người nước ngoài, thầy người Mỹ, thì thầy mới nói rằng là cái chỗ này á, mình nên hiểu cái chữ mission nó giống như là pursuit, có nghĩa là mình theo đuổi vậy đó. Tức là giống như mình, nếu mà mình nói văn hoa lên đó, thì giống như là cả đời là tôi chỉ toàn theo đuổi những cái chuyện điên khùng, những cái chuyện điên rồ, nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ, cái mà tôi muốn thì chỉ là hòa bình thôi, hoặc là cái mà, nói chung là cái mà tôi theo đuổi bây giờ thì chỉ là hòa bình thôi ha, chứ không phải là một cái nhiệm vụ điên rồ đâu. Nói như vậy thì nó không có chính xác. Ông nói cụm từ mà have a pint with my boy thì các bạn cũng phải check nữa. Ở đây mình có cái chữ pint nè. Rồi, have a pint. Em có đây để cùng check. Have a pint này. Khi mà mình check thì người ta nói là have a pint with. Có mất tiêu người ta. To have a pint means to have some beer with some mates, tức là đi uống vài ly, uống một chút bia kiểu như vậy. Cho nên không cần dịch là làm một bia với con trai tôi thêm và uống chút với con trai. À, tiếp theo ha. Coi chút xíu, tôi chỉnh chỉnh cái màn hình cái. Khi mà hai người đàn ông này sau cùng cũng được gặp nhau ở trong tù, thì Michael said that he got on like a house on fire. Nguyên cái này á, là một cụm từ luôn á. Nè, get on like a house on fire là một cái idiom. Nếu mà hai người get on like a house on fire, they like each other very much and become friends very quickly. Tức là mình có thể dịch nguyên cái cụm này á, nghĩa là nhanh chóng trở nên thân thiết vậy đó. Rồi, cho nên thì nói chung là khi hai người
Thật ra chỗ này là đúng rồi đấy chứ. Sau cùng á, khi hai người đàn ông sau cùng, sau cùng cũng được bỏ chữ thề luôn, cũng được gặp nhau trong nhà tù. Michael đã nói rằng anh ấy đã đi trên một ngôi nhà trên lửa với cha mình không có. Anh ấy nhanh chóng trở nên thân thiết, tức là thân thiết với cha mình, hoặc là họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Biết phải dịch như thế nào thì dịch vậy các bạn. Khoảng thời gian rồi, tôi đã gửi ông ấy một cái ôm lớn thật tuyệt. Thực ra nói cả tiếng Việt cũng thấy không biết nói gì, cho nên mình sẽ quay lại tiếng Anh là I gave him a great big hug. Tức là nếu mà nói đúng nghĩa đen thì đúng là tôi đã cho ông một cái ôm. Nhưng mà thực ra tiếng Việt mình không bao giờ nói là cho ai đó một cái ôm, đúng không? Thì đơn giản chỉ là tôi đã ôm ông thật chặt vậy đó. Một cái ôm lớn tức là ôm thật là chặt đó. Tôi đã ôm ông thật chặt. Rồi, it was very nice to finally meet him after all these years. Tức là thật tốt, cuối cùng cũng được gặp ông sau từng ấy năm. Thực ra bỏ hết mấy cái này chữ ấy đi ha. Rồi, people get the wrong impression of him from the media. Có nghĩa là mọi người đã có một cái ấn tượng xấu về ông từ truyền thông. Rồi, mọi người đã có ấn tượng sai. Wrong, ok, sai. Của cái chữ tượng, cái sai này, đánh máy sai này. Bạn bị đánh máy nhiều lắm. Tượng sai về ông từ truyền thông. Rồi, ông không tệ như họ. Ông ấy không tệ. Ông ấy không tệ như họ đã thấy. No, cái chữ make out mình check cái nghĩa nha. Make out có nghĩa là đâu rồi nè. Make out có nghĩa là to say, usually là falsely, that something is true. Có nghĩa là nói một cách sai lầm là cái gì đó là một cái sự thật, tức nghĩa là kiểu như theo dệt nên á, hoặc là đã dựng nên. Trong trường hợp này cô nghĩ, thật ra cô thấy có một bạn dùng cái câu là ông ấy không tệ như họ đã theo dệt cũng được. Nhưng mà cô nghĩ là tại vì cái này là văn phong của anh này, tức là giống như kiểu mình làm một cái phóng sự đi thì mình hỏi về anh này, mình report anh này, thì anh này anh sẽ trả lời, và cái cách nói chuyện của anh thì nó sẽ không phải là một người quá là văn chương đâu. Cho nên nếu mà nói là ồ ông ấy mọi chuyện chỉ là mọi người theo dệt lên, thì đối với một người như anh này, anh sẽ không nói cái từ đó, mà có thể anh chỉ đơn giản nói là mọi chuyện chỉ là dựng lên mà thôi đó. Nên cô nghĩ rằng là mà họ đã dựng lên đó, thì nó sẽ hay hơn. Đã dựng lên. Rồi, ông ấy thực ra là một người rất nhạy cảm và tài năng. Chuyện đến đây cái chữ T. Câu này ok ha. Điều thú vị là the facts do back up this claim. Có nghĩa là sự thật làm sao lưu cho yêu cầu này. No, cái chữ back up có nghĩa là hỗ trợ. Tức là những claim ở đây tức là cái lời điều đó, tức là lời nói đó. Có nhiều sự chứng minh được điều này. Bởi vì
Because as well as having a reputation for violence, tức là bởi vì bên cạnh cái việc mà có một cái danh tiếng, tức là nói chung là bên cạnh việc nổi tiếng vì bạo lực đi, thì cái ông này cũng nổi tiếng về những cái cartoons, có nghĩa là những cái tranh vẽ hoạt hình và cái poetry, tức là cái vấn đề thơ ca, tức là tài thơ ca. Rồi, bởi vì ngay khi có tiếng, một tiếng là bạo lực, nó cái reputation tức là nổi tiếng đó, cho nên không thể nào nói là khi có một tiếng không có, bởi vì không, cũng không phải ngay khi nữa, as well as tức là bên cạnh ha. Tới lại đây mình sẽ dịch là ngoài việc. Cũng có tiếng cho những bức tranh và bài thơ, nghe không có giống tiếng Việt á. Rồi, ông ta đã thử có một công việc xuất bản của ông ấy. Sao lại nói vậy? He's been attempting. Attempt không phải là thử bạn, attempt là cố gắng. Cho nên trong trường hợp này á, mình sẽ học cái từ này ha. Chứ attempt này hay mà. Attempt này các bạn học trong mấy cái bài IELTS thì các bạn xài được nè. Rồi cái to have his work published. Have his work published có nghĩa là have something done ha. Hay là mình nói là have something verb 3. Thì cái việc mà have something verb 3 là nó đi từ cái cấu trúc là have someone do something đó, và cái đó cái việc mà have something done nó chỉ là dạng passive của cái cấu trúc này thôi. Đã nó đúng á, cái have somebody do something có nghĩa là yêu cầu một ai đó làm cho mình cái việc gì đó. Nói chung á, là ý ở đây muốn nói rằng là ông đã cố gắng để mà có thể, nói chung là để nhờ, để nói chung là ông đã cố gắng để mà cái tác phẩm của ông có thể được phát hành đó. Ông đã cố gắng nhờ người ta đi in cái tác phẩm của ổng. Nhưng mà mấy cái người quản tù á, prison authorities have stood in the way. Lại học thêm một cái cụm từ nữa là stand in the way. Đây các con nha, stand in the way. Nè, stand in the way of somebody hoặc là something có nghĩa là try to stop or prevent something or somebody. Có nghĩa là mình sẽ hiểu là, nhưng mà những cái người quản lý tù á, thì người ta lại giống như là người ta lại ngăn chặn những cái hành động, những cái kế hoạch như vậy. À, tức là ông đã cố đưa tác phẩm của mình ra xuất bản, nhưng mà vậy đó. Rồi chứ không phải là đã thử có một công việc xuất bản của ông ấy, không phải đâu. Nhờ người xuất bản tác phẩm của mình, hoặc là cố xuất bản, không, có nghĩa là cố nhờ người thì nó sẽ hiện đúng là đi nhờ người ta đó. Nhưng những người nắm quyền trong nhà tù đã dừng lại mọi kế hoạch, đã ngăn chặn. Any shot plan có nghĩa là những cái kế hoạch như thế. Bởi vì nữa thì nặng lắm, vì họ không muốn, cause they don't want him to profit from his crime, tức là vì họ không muốn ông kiếm lời từ tội danh của mình. Và tiếp theo, ông con thì ông cũng nhận xét về cái việc ha, on the fact that he and his father looked very similar, có nghĩa là anh cũng nhận xét về cái việc mà hai cha con trông rất là giống nhau, ngoại trừ except for his dad's large bushy beard, có nghĩa là ngoại trừ cái hàm râu rộng rạp của người cha mà thôi. Rồi ok, cũng bình luận trên sự thật rằng, nghe nó nặng nề lắm, bình luận về việc thôi, hai cha con anh trông rất giống nhau.
Rồi. Chính bản thân. Tôi xin đã nói tôi rất vui, I'm delighted, very happy, đúng rồi, tôi rất vui be back in touch with my son, tôi rất vui khi được liên lạc với con tôi. Một con cái chữ ở đây cái chữ này giống như kiểu mình có thể cũng nói cũng bình luận về việc hai cha con đang cũng nhận xét rằng commented on the fact that, mặc dù là bình luận về cái này nhưng mà cô nghĩ rằng là cũng nhận xét rằng tôi mất 22 năm để đưa nó quay trở lại cuộc sống của tôi, không phải it's taken 22 years to get him back into my life, tức là phải mất tới 22 năm thì tôi mới có thể tìm lại được con mình, chẳng hạn như vậy, tức là hoặc là mới đưa con mình về được. Rồi mất 22 năm, cô sẽ suy nghĩ lại không? Phải mất mới đưa nó quay trở lại cuộc sống. Tôi đã mất để cô suy nghĩ lại cái câu này. Nói chung là phải mất 22 năm thì hai cha con mới được quay lại với nhau. Rồi khi mà Andra Brunson is eventually released, father and son want to open up a restaurant, tức là khi mà ông này cuối cùng cũng được thả ra thì cha và con muốn mở chi vậy, đơn giản thôi là hai cha con trong tiếng Anh thì người ta không có cái cách nói đó, đó cho nên người ta nói là father and son, chứ mình thì mình có sẵn cái từ hai cha con rồi, muốn mở một nhà hàng. Rồi. Mike dự định plans to be the chef, tức là lên kế hoạch trở thành đầu bếp, chia cho cực vậy, dự định là đầu bếp. Rồi trong khi Brunson intends to be the security on the door, cái này cũng hay, on the door là cái người gác cửa, tức là nói chung Brunson có ý định trở thành bảo vệ trước cửa. Rồi trước cửa chứ không phải trước của. Rồi kế hoạch này, tuy nhiên ha, cái chỗ này mình lại bị cái lỗi y chang vậy, this plan however, tuy nhiên. Kế hoạch này may have to be put on hold, tức là có thể phải bị, have to mà, tức là có thể phải bị hoãn lại. Be put on hold là một cụm cũng khá là hay. Nếu mà một cái if an activity is on hold, it has been intentionally delayed, tức là nếu mà một cái hoạt động mà nó bị hoãn lại thì là nó sẽ nói chung là bị trì trệ, thì thôi put on hold là trì trệ. Có lẽ phải bị hoãn lại. Rồi câu tiếp theo cũng khá là hay luôn. It seems that, tức là dường như rằng, chứ các bạn đừng dịch chữ it nha, mà trong tiếng Anh người ta đã it cho nó giống như nó đủ đội hình để chúng ta có được một cái sự subject là it, là it chủ từ giả thôi. Ở đây mình phải hiểu là it seems that nghĩa là dường như là, chứ không có dịch là nó dường như là. All habits die hard. Cái chữ die hard này rất là hay.
các bạn hãy try ha nè. If a belief or way of behaving dies hard, it takes a long time to disappear and is not given up easily. Có nghĩa là nếu mà một cái thói quen nào đó, một cái cách cư xử nào đó dies hard, là nó phải mất nhiều thời gian để mà biến mất. Tức là nói chung là một cái thói quen thì khó bỏ. Tức là dường như là những thói quen xấu rất khó bỏ. Đó, vậy thôi. Nó dường như thói quen cũ rất khó để bỏ, là nói chung là trường hợp đó là mình dịch nó siêu nói chung là mình dịch siêu thô luôn á, nghe là từng từ một luôn á. Thực sự rất khó bỏ. Chỉ cuối tuần, không phải only last week, phải gọi là chỉ cuối tuần trước. Rồi, Bronson đã bị liên quan đến một vụ bạo lực khác. Ok, cái này thì được nè. Be involved in yet another. Ở đây mình học được cái cụm từ này nè. Yet nó có nhiều nghĩa. Trong đó thì nó có một cái nghĩa là more. Khi người ta sử dụng yet another, tức là thêm một cái gì đó nữa. Ví dụ mình nói là cái bạn này nè, Rachel bought yet another pair of shoes to add to her collection. Tức là cái cô này cô lại mua thêm, tức là gọi là cô lại mua thêm. Đó. Cho nên cái chữ yet nó khá là hay. Đây chúng ta sẽ dịch là liên quan đến một vụ bạo lực khác. Yet là một vụ bạo lực, đâu cần phải khác đâu, một vụ bạo lực thôi. Lại liên quan đến một vụ bạo lực. Và an early release looks increasingly unlikely, tức là và việc được thả sớm, con thả cũng được hoặc là phóng thích sớm, có vẻ như khó xảy ra. Đúng rồi, có vẻ như khó xảy ra. Increasingly unlikely tức là rất khó. Đó. Có vẻ như không. Rồi, nếu bạn muốn biết thêm về cái cuộc sống thú vị của cái ông này thì một cái tiểu sử is currently being written about him. Một tiểu sử hiện tại cũng đang được viết về ông ta. Nó rất là Vietnamese luôn. Đừng có nói như vậy. Tức là không phải tiếng Việt mình nói như vậy, mà nó là cái cách dịch của bạn á, là dịch thuần ra sang tiếng Việt. Nghĩa là mình đọc sao thì mình hiểu như vậy, nhưng mà nó không có đúng. Chỗ này là cái con cuối cùng á, cái cụm từ cuối nó rất là vui. Cái cụm từ cuối á là cái chữ mà conscience á. Cái chữ conscience á, nguyên cụm nó là with a clear conscience thì dịch ra là lương tâm trong sạch, trong sáng. Nhưng mà thật ra cô đọc, nhưng mà thật ra ý của cái chữ đó có nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn xem cái nghĩa gốc của tiếng Anh ha. Tại vì trong tiếng Việt có mình dịch ra vui lắm. With a clear conscience có nghĩa là mình to try to trust how many omissions there were then. Tự nhiên nó mất tiêu cái cụm đó rồi. Nè, cái cụm mà have a clear conscience hoặc là with a clear conscience nè. Đây. Cô thích cái Merriam-Webster lắm, tại vì Merriam-Webster là một trong những từ điển cũ của Mỹ. Nè, cái nghĩa gốc của nó là a knowledge or belief that one has done nothing bad or wrong. Tức là nếu mình dịch thuần ra có nghĩa là biết rõ là một cái người không có làm gì xấu. Nghĩa là, cho nên thật ra cô thấy có một bạn dịch cái chỗ này khá là hay. Bạn nói rằng là các bạn có thể đọc cái tiểu sử này mà không cần lo ngại. Đó. Bạn có thể đọc. Tại vì ở đây mình biết rõ rồi đó.
Because any profits will be going to charity, có nghĩa là bởi bất kỳ lợi nhuận sẽ được làm từ thiện, chưa đủ ha. Bạn có thể đọc tiểu sử này mà không cần lo ngại bởi bất kỳ lợi nhuận nào cũng sẽ được làm từ thiện đó. Ok, đó. Như vậy thì cô đã sửa xong được bài cuối cùng của nhóm B1, B2 rồi đó. Trời ơi, cái cảm giác thật là bồi hồi thì sau cùng đã sửa xong một cái bài mà có rất là nhiều những cái từ khó. Khó không mấy bạn? Mấy bạn ra bài này khó không? Tại vì thực sự ra lúc mà cô đọc mấy cái bài của các bạn gửi về thì cô thấy hầu như các bạn đều sai rất là giống nhau, rất là xong giống bài này luôn á. Nghĩa là có những cái cụm từ mà các bạn đã hiểu không có chính xác. Đây đa phần là idiom nhiều nè, phrasal verb cũng nhiều. Còn về cái nội dung câu chuyện thì nó tương đối dễ hiểu. Nếu mà các bạn đọc bằng tiếng Anh thì cô nghĩ là không có vấn đề hết. Nhưng mà khi các bạn sang tiếng Việt thì các bạn sẽ thấy rõ là có nhiều cái cụm từ các bạn hiểu trong tiếng Anh đó, nhưng mà các bạn sẽ không hiểu trong tiếng Việt nó sẽ như thế nào. Như vậy thì kết thúc cái chuỗi dịch lần này, cái điều mà động lại trong cô đó là không ngờ cái bài đơn giản như là cái bài gì đó bán cái mưa, cái mùa mưa ở Ấn Độ á, thì cô lại thấy là cái lượt view rất là nhiều. Có thể là do nó có bắt đầu cái thời kỳ mà các bạn mới vô tới, các bạn còn khá là rảnh và bây giờ cũng không còn rảnh cho nên cái lượng tương tác nó ít đi. Nhưng mà thực sự ra thì cô cảm nhận được á là có rất là nhiều bạn đã có sự bỏ tâm hơn trong những bài dịch về sau, nghĩa là giống như kiểu là các bạn đã chịu khó tra hơn, chịu khó nghiên cứu kỹ hơn, thành ra mới ra được những cái cụm từ hay mà cô xem xong rồi cái cô lại cũng vận dụng vào trong chính cái bài dịch của các bạn luôn. Thì cô hy vọng rằng là qua cái chuỗi những cái clip sửa những cái bài này thì các bạn học được nhiều cái điều hay nè, học được nhiều cái cách dịch nè và hiểu nhiều hơn về cái cấu trúc của tiếng Anh cũng như là tiếng Việt, làm sao để mình diễn đạt được một cái điều mà mình đọc qua mình hiểu được, nhưng mà để mình nói ra bằng cái ngôn ngữ tiếng khác cho người ta hiểu thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Ok, cô cũng rất là hy vọng cái dự án này có thể sẽ được bắt đầu lại vào một cái ngày nào đó. Nên mình đó chỉ là hy vọng thôi, tại vì cũng phải biết rằng là có bao nhiêu bạn thực sự là quan tâm và sẽ theo đuổi cái công việc dịch thuật này đó. Thì là hy vọng là một ngày nào đó thì sẽ được gặp lại các bạn trong cái dự án dịch thuật. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.